ba lớn rồi mà. Bằng cái đùi luôn á chú. Đùi luôn. Bây giờ đó luôn nè. Ông xuống một bầy trang chú chùa Bùng Vai nè. Con nào cũng lấy vậy vậy xong. Gắn gắn đó là gắn gì à, chú Út? Ông mày hả? Ông mày. Gắn hổ mày luôn hả? Ông là màu đen, ông màu vàng. Đen với vàng là nhiều. Một cái dãy trái mây mình sao lại vậy đó. Chú cũng những người phước mặt đó. Dạ, yeah, những người phước mặt ha. Kêu đi luôn đó. Kêu dân mình đi. Đi luôn. Bỏ đi luôn. Mặc đồ ăn mặc cũng như mình cũng vậy ha, mình thường kêu đi là kêu trong giấc mộng hay sao chú? Kêu ăn ngày luôn á chứ giấc mộng gì. Đó ngày là kêu sao chú thấy lại nói là kêu bà con đi đừng ở đây, nay mai miên vô nó bắn chết hết. Dạ. Chạy cho rừng. Chạy kêu chạy cho rừng xanh đừng chạy có đó nữa. Dạ kêu hướng cho dân mình nấp trốn luôn ha. Chạy ra ngoài thành thị là sống còn ở chạy vô cỏ đỏ là tất nhiên là bị miên nó chết. Dạ. Dân gì chứ. Dạ linh không? Cũng nhiều cái linh thánh nữa. Dạ. Là người ta hiện hữu cho mình thấy luôn hả chú? Thấy luôn á, đi rõ ràng biết luôn á. Đi ra rồi đi bước ra xa đi hỏng nhìn ngầu xuống là đi có hỏng thể là hỏng trên mặt đất cỡ một mét nghe mà ốc nổi. Chắc vậy là nuôi sóc nuôi nhiên trên chợ này mà rong đình lắm rồi. Dạ với chú rồi còn nghe nói hồi xưa ở đây mấy anh chị trước đi quay rồi chia sẻ nói có rắn khổng lồ này kia nọ. Ô, thôi rắn rồi không có không rồi, chú không rắn rồi chừng núi không có núi nào giống như con núi này hiện nay bây giờ còn luôn hả chú? Còn ấy. Còn luôn gắn bây giờ gắn to không chưa chú? Làm phải hiền ông bà nuôi nó gì tu chứ như gắn tu ha bụng nó vượt chạy chết mà có con ba lớn rồi mà. Bằng cái đùi luôn hả chú? Đùi luôn. Bây giờ luôn ha ông xuống một bầy trang chú chùa Bùng Vai nè con nào cũng lấy vậy xong gắn đó là gắn gì à, chú? Ông mày hả? Ông mày gắn hổ mày luôn hả? Trời ơi, bây giờ vẫn còn luôn. Vậy con nói khoảng chừng không, chắc là 2-3 ông lên, ông chặt thầm dâu, ông lên, ông gặp quá trời. Ông bày quảng hồn, ông trụ nguyên bày luôn. Con nào ông dài 5-6 thước, 6 thước gì. Con hộ dân ông giận, ông sợ luôn. Cái ông của ở gần sư gần chùa đó không? Ừ, gần chùa ông gái nè. Trời ơi. Là chắc mấy ổng chắc súng xuống chùa đó không chứ ha. Chứ không làm có lấy hình nó muốn tu không coi không có giữ gặp giống như là xuống chùa để nghe tụng kinh vậy ha chú. Ví dụ như mình sau chùa nè mình đi gãy rồi người dân người ta cũng gặp ha. Về gặp nó không có làm đó ổng không có làm đó. Gặp rồi vậy chắc cũng thôi ha, nhìn nhau rồi vậy thôi ha, cũng không có làm gì mình. Gặp khi nằm im ru đó. Nằm im gu luôn cho mình nhìn luôn. Đi nhìn luôn đi ngang luôn là cũng mình sợ quá mình không dám đi đúng rồi. Nếu mà con tương đặt trường hợp con mà đi khám phá con gặp con cũng sợ gần chết luôn. Chắc con kiếm đường chạy luôn á. Sợ thiệt chứ con cũng đi cũng nhiều núi lắm rồi, cũng đi vòng vòng rồi đó. Chưa đâu sợ sợ mấy cái gầm lớn á, có nhiều to lắm tôi gặp á. Con thường gầm lớn là mấy ổng xuống nha, phải gầm 7 mấy ngày gầm 30 một cái dạ. Hàng tháng á gầm ra ưa da lắm. Rồi thường thường mấy ông ở trong hang hay là trên cây chơi chú? Cái đó chắc là ở hang nhiều rồi. Tại con nghe mấy người ta kể nói ông mây bay rồi dằn vũ gió đồ không? Cao lắm à. Có không chú? Trong không. Ông đi trên đọt xài thì không. Đó có nghĩa là cái giò dựng lên rồi phóng hay là bay hay như thế nào chú? Đi lẹ lắm, đi như gió. Là gió dông gió lớn đi là... dông gió lớn thì ổng đi trên đọt may đó đó giờ chú Út thấy ổng bay là sao không cái bay mình không thấy chứ thấy bò trên đọt cây thấy hoài là lúc đó chú Út đi đâu đi núi này nè đi lên núi ha chắc hoài gì ổng thường ổng màu gì chú mấy con chưa thấy lần nào trái mây đâu trái mây đỏ đỏ trái mây rừng nâu mây là dông rừng nè là cái màu là y ăn vậy đó giống như trái mây mình ăn không chú? Trái mây không phải trái mây của Thái Lan nha. Dạ. Trái mây rừng núi mình đây nè nó xanh 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 mà đỏ vàng có
ổng loại màu nhiều màu lắm, con ông này màu đen, ông màu vàng, đen với vàng là nhiều, một cái dãy như trái mây mình sao lại như vậy đó. Rồi. Như vậy là ngọn núi này ông mây vẫn còn hiện hữu. Ở người ta nhiều khi người ta không tin. Ta tin người ta nói nó dốc, nói ông mây ở vùng bảy núi mình nó dốc. Núi đâu có dám nói vùng tầm bảy đâu. Dạ. Không có khi mà mấy con mà ví dụ như có ai chia sẻ rồi cái người ta coi người ta nói mình nó dốc, người ta không tin. Mà thật sự khi mà mấy con tới đây không nói, đâu có nói dám nói tầm bảy đâu. Dạ. Có mới nói không có đâu mới nói. Chứ giờ dân núi là thường thường là trái ông bà chứ gì để con đi người dạ. Nó không xương thì thôi. Dạ, chứ dân địa phương mà người mới gặp vắng ngủ mây thì gặp ông cọp đi kia nó coi thử sao là chết rồi, còn có tiền không mà ông nhảy ra chạy chết mừng rồi. vậy là gái là có cao thiệt luôn á chú. Ừ. Trời ơi. Chạy chết luôn. Ra chạy luôn á. Dịnh sắp lấy dần rồi. Chứ nói nữa là mình để tôi ghé lát tôi ghé cho gặp con cọp gì kia nữa gặp con nhiều khi chắc vậy. Nhiều khi chắc có duyên lắm chú rồi, chắc có duyên mấy ông mới cho thấy ha chú. Chạy chạy gì ông nhảy gì ông hù đụng chạy thôi mà chạy được hù luôn á. Không biết chạy nổi không. Có khi nào mà bò xuống đường mình không chú? Không, bò hoài gì, bò hoài luôn. Ừ. Buổi tối hay sao chú? Chiều trăng dạng lên 5 tới giờ. Năm tới giờ. Bạnh bạnh. Chắc mày mốt còn ở đây chắc còn ở sáng tới ngày sáng đêm quá. Có bò ngang quán mình không chú? Để con chực chợ. Bò mấy khúc vắng khúc chùa nhiều nhất. Thường thường mấy chiếc cổng chùa ha. Cái đường này ít lắm. Có khi nào mình ở đây mình có xuất hiện cái con gọi là nó to nhất, nó bự nhất không chú? Con bự nhất là khoảng đây, ba lớn chú. Mấy dầm lớn ông cọp rơi xuống thầy rồi đây kêu thầy chứ không phải kêu ông cọp. Gọi là ông thầy ha. Ông 30 vậy đó không chú? Là ông hổ. Là hổ thường mình hay hổ bạch hoặc bạch hổ chú. Tại vì ông vẫn đồ đủ màu luôn hả? Là vẫn còn chảnh luôn hả chú? Còn. Mộng ảnh nứt lắm, mình không có thấy đâu, đừng nói làm bậy được. Dạ, dạ, dạ. Đi nuôi gái chứ gì. Dạ, xin phép chứ gì cho con lên, được rồi hai chú. Đừng gái gặp bậc khổ, bậc khổ, khi dũng nhảy vô tay luôn, mà không có đường chạy. Bởi mấy ông ở Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng này, lên đây, đưa lên lớp, mà người ta đi theo gái dữ lắm. không đổ mà không phải là nực mà là thích thú á, thích thú mình ngồi mình nghe chú kể mình thích thú. có con nào mà nó khổng lồ mà kỷ lục nhất không chú? Bự nhất là bao nhiêu chú? 100 kg. 100 kg luôn. Mà hiện tại bây giờ cái con với cái trọng lượng đó vẫn còn của núi tượng mình luôn. Một núp lắm ơi. Mô Phật là chứ gì. Dạ. Ta đâu cho mình thấy đâu. Hiếm dữ dằn. Lâu lâu xuống chùa này quậy cỡ đó chắc đón cỡ nhưng mà tuổi thọ khoảng bao năm nhiều mới được cỡ đó hay chút đó không biết ông sống hồi nào mình không biết chứ. Chắc mấy ổng chắc cũng phải 100 năm thôi chú, chắc cỡ đó cỡ 100 năm á, nếu mà cái trọng lượng đó thì khoảng 100 năm lột xác nữa. 100 kg là bự dữ lắm luôn á, khổng lồ luôn á. Ông xuống chùa này mấy ông nửa đêm mấy ông trong chùa ta cũng thấy vậy. Xuống chạy trên quanh chùa, trên sân chùa đó. Dạ. Chạy trên cũng ưa xuống chùa lắm con đêm á. Nhiều khi dụ như mấy con đi mấy con tìm hiểu gì rồi mấy cái vị sư đó có chia sẻ cho con chút hay là giấu? Thì đi núi tôi nước đi núi là tôi không dám nói bậy. Không không ví dụ như mấy con ở đây với chú nè, mới trò chuyện với chú như nè, không có sao đâu, người ta vẫn chia sẻ cho mình nghe ha. Ừ. Dạ. Chứ giờ mấy con lên núi là mấy con không dám nói, mấy con chỉ niệm Phật thôi, mấy con đi núi là dạ, mấy con này chỉ niệm Phật thôi, dạ. Con đi tới đâu rồi, mấy con gian giái chư vị thì cho con đi lên tới đó, chứ mấy con không dám nói đâu. Rồi đó là điều tốt nhất. Dạ. Còn ví dụ như chú cháu mà có cái duyên như lành như chú nè, chú kể thì mấy con mới mở mang được cái kiến thức ở đây. Như vậy đó, cũng nói mới đây à, nói như năm 2019 này, cách đây cũng không có mấy tháng đâu. Lên cái núi lại nó cái núi mà cái ông tám cũng vẽ ấy. Dạ, động Tà Thiên. Tà Thiên đó. Dạ. Mấy bà Sóc Trăng lên, bà nói gì đó không biết, ý, ở Tiền Giang chứ đâu chẳng nhảy ra, mấy bà đục quán hồn, bà ông bà chạy xuống đây bà nào nói sổ tóc. Dạ, à, ông May hay ông thầy. Thầy á. Ông thầy nhảy ra luôn. Lại đây mới ngồi bà nào nói tới ngửa xuống đây bà nào nói ngồi hết nổ luôn.
quán nhỏ chưa sửa nhà này. Mới năm rồi. Bự không? Không thầy bự. Nó đâu cả 100 kg vậy. Thầy ơi chợ. Mô Phật à. Bà ngồi bà vợ rừng bà nói chuyện ngồi được. Đúng mình. Về chắc tu không mà chú Út ơi, về chắc con nói thiệt chứ nếu mà gặp bà thật sự là vậy. Chú tao nói dùm lá che lá le tầng giống gì dính đầu tóc. Chạy xả mẹ. Tán quả tâm tình khóc la khóc hét hả chú? Chạy xuống la quảng chưa hả? Vậy là lên đó giả bộ giái nói cho thấy cho biết ha. Cái ông nhảy ra. Năm đầu nha. Năm mai sao không thấy mấy bà lên nữa nè. Chứ bà đưa lên từ từ. Nhưng có khi nào mấy cô bác có sợ rồi không dám lên. Cái đó hơi bất đồ. Tôi đi núi tôi dám nói 7 giờ rồi. Đi dân địa phương mình thì mình tin tưởng rồi đó. Giống như họ nghe rồi họ chưa có thấy chút. Thành ra họ tò mò một á, họ tò mò hai, họ hiếu kỳ với họ muốn thấy. Chứ họ cũng không có ác ý, nhưng mà ai về linh thiêng thì xuất hiện rồi chỉ táo quả tâm tin đi chạy. Núi này tôi cũng dám nói là bảy bà này. Đi giái ông bà đi dinh chung. Dạ. Nó bảy bà khi cây cũng dinh hồn quản hồn cũng chạy chết mà. có chăn không chú? À? Con nghe nói có chăn đó. Ôi, dùng chăn núi này thiếu chạy. Chăn lớn không? Lớn bằng ông May không? Bự hơn nữa. Bự hơn May nữa. To cỡ mấy ký chú? Con 7-80 cũng mấy ký. Nếu 7-80 trọng lượng nó chắc bự hơn ông May. Con ở đây nè, con mấy ông đem lên núi lại đâu 60-70 ký. Nhưng mà tính ra cái trọng lượng đó là to hơn con rắn của mình ha chú? To hơn. To hơn ông May. Bự hơn. Hơn nhiều. Dài con ông đâu 6-7 thước. 6-7 thước, 6-7 mét. Nó bạnh hổm xuống rồi chân chú chùa chú Dương nè đồ lộ lại đó bỏ xe chùa ông gặp quá trời ông nào ông nấy ớn ốc rồi giấy rồi cúng cho ông quay đầu cho ông đi về lên núi lại. mình khấn giấy rồi chư vị quay trở lại núi. Dạ. Dạ. Ông đó mà chụp mình cái một chừng 10 muốn làm lại ổng không ngỗng văn ngang thấy rồi chết rồi. Như là đá lỡ chừng trên ngàn vậy chú. Chắc cũng nặng nề, chắc cũng đi chậm lắm, mấy ổng cũng đi chậm đó hay chú. Mấy ông đó không đi lẹ đâu. Mà khi mà dài. Đi mà nếu mà phóng mà chắc nhanh phóng gió bay trong gió hổ may á. Ổng phóng đâu. Ổng mà ổng cuốn mình lại mà ổng chụp mình cái là kể như là rậu. Ông cuốn lại là lẹ ha. Chụp dính cái ông lăn ngang cái là cái xương bọng gãy mẹ hết rồi. Không biết ông mang không, cũng như ông bò nghé đó. Dạ. Cái bò nghé mới để ra cứng cáp nó chạy á. Cũng chụp ngang cái ông lăn ngang cái rồi cũng chết luôn, không có biết gì. Ông quấn vô, ông kéo, ông giãn nha, cái là nuốt luôn. Dạ. Biết ông bị cái nào. Xoay quanh mấy chư vị đó thì còn mấy câu chuyện nào nó tâm linh nó không chú? Tôi không rành, tôi biết ở đây chư vị là cái gì. Dạ. Tại vì núi mình thì nổi tiếng về sự kiện năm 1978. Dân người ta cũng quan tâm nhiều vấn đề đó. Nhất là vấn đề mà tâm linh đó. Họ tin tưởng, họ đi viếng đông. Con thì con cũng muốn tìm hiểu mấy một vài cái câu mẫu chuyện đó về như quyền bí á. Như chùa Tam Bửu thì pháo rồi đó. Chịu là mấy ông kêu rồi. Ông kêu đi rồi để mơ là chừng miên pháo rồi nổ chết rồi. Cho biết trước là pháo cháy trước không nổ. Cháy sau mà không chịu chạy là cháy sau nổ chết rồi. Dạ. Rõ ràng hơn, ngay chân kính tháng 3 năm 78. Nãy dông dông về. Nãy chút nói dông về mà. Ờ. Về báo hết rồi đi. Cho đây nè. Còn chuyện mà hiện hữu mà để nhát này kia không có hả chú? Không có ha. Không có. Đây người ta linh thánh lắm. Dạ, có nghĩa là ông cũng ông bà của mình ha. Thành ra họ là cúng kiến tình tưởng lắm. Dạ. Dạ. Rồi mấy anh con cũng cảm ơn chú nhiều. Và chúc cho chú sức khỏe dồi dào, mua mai bún đắt nha.
bữa nay có cái duyên lành rất là lớn đến quán nước đây, quán nước của chú Út bán trà sữa Vân Châu, mấy anh em được gọi là cái duyên rất là lành. Chú chia sẻ nhiều cái câu chuyện, nó là linh thiêng ở vùng núi Tượng Ba Chúc mình, quê hương An Giang mình, em bà con. Cuối cùng cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ dạ, cảm ơn mấy cháu. Dạ dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ dạ, chia tay chú, mấy con xin phép mấy con đi lên núi. Dạ.